Có rồi lại không, như huyễn như mộng. Bát nhã ba la mật là trí tuệ của chư Phật, làm sao lại tìm trong năm uẩn? Thí như tìm ngọc báu, chắc chắn phải tìm trong biển lớn núi báu, chứ không thể tìm ở chỗ khe rãnh xú uế. Lìa năm uẩn, thời không sinh không diệt, không làm không khởi lên, không có pháp tướng, trong đó làm sao có thể tìm? Lại nữa, năm uẩn và bát nhã ba la mật chẳng một chẳng khác, chẳng hợp chẳng tán, không sắc không hình không đối, một tướng tức là vô tướng. Hỏi: bát nhã ba la mật là tâm số hữu pháp trí tuệ, tuệ tâm sở, nên có thể là không sắc không hình không đối. Còn sắc uẩn trong năm uẩn làm sao nói là không sắc không hình không đối? Đáp: thánh nhân dùng tuệ nhãn quán các pháp bình đẳng đều không, một tướng tức là vô tướng, vì vậy nên sắc uẩn không hình không đối. Lại nữa, sắc của người phàm phu thấy chẳng phải thật như trước đã phá. Lại nữa, có nhân duyên bát nhã ba la mật thấy năm uẩn không như người phàm phu thấy, vì phá năm uẩn của người phàm phu thấy tức là bát nhã ba la mật, nên nói chẳng lìa. Cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy, tướng như như tướng pháp tướng như trước đã nói. Kinh Thích Đại Hoàn Nhân nói với Túc Bồ Đề: ma ha ba la mật ấy là bát nhã ba la mật của Bồ Tát Ma Ha Tát, vô lượng ba la mật, vô biên ba la mật là bát nhã ba la mật của Bồ Tát Ma Ha Tát. Các tu đà hoàn, quả tu đà hoàn từ nơi bát nhã ba la mật ấy học thành, cho đến các a la hán, quả a la hán, các bích chi Phật, đạo bích chi Phật, các Bồ Tát Ma Ha Tát đều từ nơi bát nhã ba la mật ấy học thành. Việc thành tựu chúng sinh tịnh quốc độ Phật, được vô thượng chánh đẳng chánh giác đều từ bát nhã ba la mật ấy học thành. Tu Bồ Đề nói với Thích Đại Hoàn Nhân rằng: như vậy, kiểu thi ca. Ma ha ba la mật ấy là bát nhã ba la mật của Bồ Tát Ma Ha Tát, vô lượng ba la mật, vô biên ba la mật là bát nhã ba la mật của Bồ Tát Ma Ha Tát, từ trong ấy học thành. Quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán, đạo bích chi Phật, các Bồ Tát Ma Ha Tát từ trong bát nhã ba la mật ấy học thành. Việc thành tựu chúng sinh tịnh quốc độ Phật, được vô thượng chánh đẳng chánh giác đã được, nay được, sẽ được. Kiểu thi ca, sắc lớn nên bát nhã ba la mật cũng lớn. Vì sao? Vì sắc ấy tiền tế đời trước không thể có được, hậu tế không thể có được, trung tế không thể có được, thọ tưởng hành thức lớn nên bát nhã ba la mật cũng lớn. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức tiền tế không thể có được, hậu tế không thể có được, trung tế không thể có được, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Do nhân duyên ấy, kiều thi ca, ma ha ba la mật ấy là bát nhã ba la mật của Bồ Tát Ma Ha Tát. Kiều thi ca, sắc vô lượng nên bát nhã ba la mật vô lượng. Vì sao? Vì sắc lượng không thể có được. Kiều thi ca, thí như hư không, lượng không thể có được, sắc cũng như vậy, lượng không thể có được. Hư không vô lượng nên sắc vô lượng, sắc vô lượng nên bát nhã ba la mật vô lượng. Thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết chủng vô lượng nên bát nhã ba la mật vô lượng. Vì sao? Vì trí nhất thiết chủng vô lượng nên bát nhã ba la mật vô lượng. Vì sao? Vì trí nhất thiết chủng lượng không thể có được. Thế như hư không, lượng không thể có được, trí nhất thiết chủng cũng như vậy, lượng không thể có được. Hư không vô lượng nên trí nhất thiết chủng vô lượng, trí nhất thiết chủng vô lượng nên bát nhã ba la mật vô lượng. Do nhân duyên ấy nên bát nhã ba la mật của Bồ Tát Ma Ha Tát vô lượng. Kiểu thi ca, sắc vô biên nên bát nhã ba la mật của Bồ Tát Ma Ha Tát vô biên. Vì sao? Kiều thi ca, vì sắc ấy tiền tế không thể có được, hậu tế không thể có được, trung tế không thể có được, thọ tưởng hành thức vô biên nên bát nhã ba la mật vô biên. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức tiền tế, hậu tế, trung tế đều không thể có được. Cho đến trí nhất thiết chủng vô biên nên bát nhã ba la mật vô biên. Vì sao? Vì trí nhất thiết chủng tiền hậu trung tế không thể có được. Do nhân duyên ấy, kiều thi ca, bát nhã ba la mật vô biên, sắc vô biên cho đến trí nhất thiết chủng vô biên. Lại nữa, kiểu thi ca, duyên vô biên nên bát nhã ba la mật vô biên. Tu Bồ Đề, thế nào là duyên vô biên nên bát nhã ba la mật vô biên? Tu Bồ Đề đáp: duyên hết thảy pháp vô biên nên bát nhã ba la mật vô biên. Thế nào là duyên hết thảy pháp vô biên nên bát nhã ba la mật vô biên? Tu Bồ Đề đáp: duyên pháp tánh vô biên nên bát nhã ba la mật vô biên. Lại nữa, kiểu thi ca, duyên như như vô biên nên bát nhã ba la mật vô biên. Thích Đại Hoàn Nhân hỏi: làm sao duyên như như vô biên nên bát nhã ba la mật vô biên? Tu Bồ Đề đáp: như như vô biên nên duyên cũng vô biên,
duyên vô biên nên như như cũng vô biên. Do nhân duyên ấy, Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát Ma Ha Tát vô biên. Lại nữa, kiểu thi ca, chúng sinh vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Thích Đại Hoàn Nhân hỏi Túc Bồ Đề, thế nào là chúng sinh vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên? Túc Bồ Đề đáp, ý ông nghĩ sao? Những pháp gì gọi là chúng sinh? Thích Đại Hoàn Nhân đáp, không có pháp gọi là chúng sinh, giả danh nên gọi là chúng sinh. Danh tự ấy vốn không có pháp, cũng không chỗ xu hướng, chỉ cượng làm danh tự. Kiểu thi ca, ý ông nghĩ sao? Trong Bát Nhã Ba La Mật nói chúng sinh có thật chăng? Thích Đại Hoàn Nhân đáp, không. Kiểu thi ca, nếu Bát Nhã Ba La Mật không nói thật, thời chúng sinh vô biên cũng không thể có được. Kiểu thi ca, ý ông nghĩ sao? Phật sống hằng hạ xa kiếp nói chúng sinh, danh tự chúng sinh, và lại có thể có pháp chúng sinh có diệt chăng? Thích Đại Hoàn Nhân đáp, thưa không. Vì sao? Vì chúng sinh từ xưa lại đây thường thanh tịnh. Do nhân duyên ấy, kiểu thi ca, chúng sinh vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Luận. Hỏi, Thích Đại Hoàn Nhân là người tu đà hoàn, làm sao hỏi được Bát Nhã Ba La Mật sâu xa? Đáp, như tu Bồ Đề là vì A-La-Hán hoàn toàn, mà vì lợi ích cho Bồ Tát, thương xót chúng sinh nên hỏi việc của Bồ Tát làm. Thích Đại Hoàn Nhân tuy là người thanh văn, là thiên chủ của các cõi trời, có trí tuệ lanh lợi, thương xót chúng sinh nên hỏi Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Lại nữa, có người nói, trong 3.000 đại thiên thế giới có trăm ức Thích Đại Hoàn Nhân. Trong kinh Trung A Hàm nói Thích Đại Hoàn Nhân là người được quả tu đà hoàn khác với Thích Đại Hoàn Nhân ở đây. Thích Đại Hoàn Nhân ở đây là Đại Bồ Tát. Vì thương xót chúng sinh nên ba cách tán thán. Bát Nhã Ba La Mật là Maha Ba La Mật, Vô Lượng Ba La Mật, Vô Biên Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật. Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật ấy học thành các thánh đạo, tu Bồ Đề nhận lời tán thán của Thích Đại Hoàn Nhân đúng mà giải rộng lời tán thán đó. Bằng cách nói năm uẩn lớn nên Bát Nhã Ba La Mật lớn. Năm uẩn lớn là tìm ở ba đời, tam tế, đều không thể có được, cũng vì vô lượng vô biên nên gọi là lớn. Phá vô lượng vô biên năm uẩn ấy mà đưa chúng sinh vào vô dư niết bàn, nên nói Bát Nhã Ba La Mật lớn, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Vô lượng cũng như vậy, chỉ vì dùng hư không để thí dụ là khác, có pháp tuy lớn mà không hẳn vô lượng, thế nên không được lấy hư không để ví dụ. Như núi Tù Gì tùy lớn giữa các núi mà có hạn lượng khoảng 84.000 do tuần, vô biên là vì năm uẩn rộng lớn vô lượng. Cho nên nói vô biên cũng vì năm uẩn có biên, thời còn có thì, có thì thời có chung, tức là không nhân không duyên, bị rơi vào các sai lầm chấp đoạn diệt. Lại nữa, năm uẩn tìm ở trong ba đời đều không thể có được nên nói là vô biên. Duyên vô biên là tất cả pháp có bốn duyên, là nhân duyên sinh tất cả pháp hữu vi. Thứ đệ duyên là tâm tâm số pháp quá khứ hiện tại, duyên duyên tăng thượng duyên là chỉ tất cả pháp. Bốn duyên ấy ở tất cả chỗ, tất cả thời đều có nên nói là duyên vô biên. Duyên vô biên để Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Lại nữa, duyên vô biên là bốn duyên hư dối không thật, rốt ráo không cho nên vô biên. Lại nữa, duyên như như phát tánh thật tế vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Như như phát tánh thật tế là tướng vô vi tự nhiên nên vô lượng vô biên. Năm uẩn vô biên là do sức tu quán cưỡng làm nó vô biên. Lại nữa, chúng sinh vô biên là vì chúng sinh nhiều, vô lượng vô số chúng sinh trong ba đời mười phương không ai có thể đếm biết được nên nói vô biên. Lại nữa, trong đề nói chúng sinh không nên nói là vô biên, chỉ cưỡng đặt tên. Cũng không chỗ thú hướng là vì chúng sinh có định pháp có thể thú hướng, như lửa định có chỗ thú hướng, còn danh tự chúng sinh không thật có chúng sinh có thể thú hướng. Ý ông nghĩ sao? Trong Bát Nhã Ba La Mật có thể nói thật có chúng sinh chăng? Thưa không, bạch đại đức. Nếu chúng sinh thật không có, thời làm sao có biên? Như chư Phật là bậc đệ nhất trong tất cả người nói thật, sống trong vô lượng hằng hà xa kiếp nói danh tự chúng sinh, mà pháp chúng sinh ấy không để nói mà có sinh có diệt, huống gì các người khác điên đảo hư dối chỉ nói một lúc. Vì làm phát sinh tâm ta nên sẽ có chúng sinh thật. Chúng sinh ấy không vì đưa vào Bát Nhã Ba La Mật nên nói không có, mà chính từ xưa lại đây thường thanh tịnh không có hí luận, nói có, nói không để dứt. Vì vậy nên nói chúng sinh vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Hỏi,
Sao đối với vô biên lại còn rộng, còn lớn và vô lượng thì nói được? Đáp: do nhân duyên chúng sinh mà nói, kẻ phàm phu khởi các phiền não, đối với năm uẩn sinh các tà kiến khó phá, cho nên nói rộng. Nếu phá chấp tướng chúng sinh, khởi các tướng khác dễ phá, hết cuốn năm năm theo bản Hán. Kẻ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.